Sau hàng nhà đồng điện xin chào các bác. Em lên sóng tiếp một con máy hút ẩm sáp trong cái lô về ngày hôm qua. Một con thì em đã bán rồi, còn lại một con này cũng rất là đẹp. Hai con sáp hàng cao cấp, hàng đẹp tuyển chọn. Các bác có thể nhìn qua hình thức nhé, mọi thứ hình thức nguyên bản còn rất là đẹp. Hàng bãi thì nó có như thế nào thì em quay clip là như vậy. Các bác lưu ý là em chỉ bảo hành về chất lượng nhé. Thế còn hình thức thì các bác xem trên clip. Thì còn nhiều bác cứ thắc mắc bảo là không biết clip nó như thế nào, như vậy thì rất khó mua. Hình thức thì có như sao, thế nào thì quay là như vậy, tổng thể nó là như thế. Còn cũng không ai chỉnh sửa cho nó đẹp hơn được hay nó như thế nào cả. Nên các bác lưu ý là mua hàng của em là như vậy nhé. Bảo hành về chất lượng thôi, còn hình thức thì các bác nhìn clip, còn các bác muốn chụp chi tiết thêm thì yêu cầu em sẽ chụp. Để tránh cái tình trạng là mình gửi hàng đi rồi hình thức rồi là nhiều người kỹ tính lại bảo không ưng, hình thức nó rất là phức tạp. Con này tính năng của nó thì trên bảng điều khiển và giao diện bằng tiếng Anh, các bạn hút 20 lít một ngày nhé. Điện 220V rất là tiện. Có ion này. Khóa trẻ em giữ 3 giây là khóa. Khi em quay clip này thực chất ra cũng là em đang test các chức năng cho các bác luôn, các phím bấm để các bác biết luôn là máy hoạt động thế nào. Đấy. Hẹn giờ. Đảo cánh gió ngang. Đảo cánh gió ngang đấy các bác này. Đấy nha, tí nó quay cái kia lên thì các bác sẽ nhìn thấy. Đây, đảo cánh gió ngang này. Con này có cả đảo ngang nhé. Đấy. Đảo ngang. Yeah. Đảo dọc bình thường này rồi, nhưng con này còn đảo cả ngang. Xoáy 180 độ. Cái vòng này xoáy 180 độ luôn. Các chế độ hút ẩm, tự động, yếu, mạnh. Các chế độ sấy quần áo, nhanh, eco. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi, máy sử dụng rất là dễ. Đây thông số của máy đây các bác nhé, quay tem cho các bác xem này. Điện 220V nhé. Hút cực đại 410W. Hút 20 lít một ngày. Đây 20 lít một ngày đấy ạ. Chưa. Nặng 15 kg. 15 kg. Đây khu vực này, khu vực dàn. Dàn bọn này xanh két luôn. Đây là khu vực bình nước các bạn này. Bình nước. Đây. Yeah. Máy lọc không khí sáp thì có cả thêm công nghệ ion khử khuẩn. Đấy, như là máy lọc không khí luôn ạ. Đấy. Tình trạng máy theo như em đánh giá còn rất là đẹp. Hàng chất lượng cao, đời mới. Có báo độ ẩm bằng số điện tử. Giá thêm bán 4.8 triệu các bác nhé. Chưa có phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng thanh toán nốt. Ở nhiều bác không có tài khoản đặt cọc thì thật sự ra nó cũng rất là khó mua bán. Vì là bây giờ gửi hàng đi nhiều khi các bác có thể thay đổi ý định, rồi là vợ không đồng ý mua, rồi là thế này thế kia, nó rất là phiền. Chứ còn đặt cọc thì thực ra không phải là shop để lấy cái 500.000, mà shop chủ yếu là để có cơ sở để hai bên cùng giao dịch cho nó chắc chắn, hai bên đều có trách nhiệm. Đấy. Còn các bác nào mua hàng của em biết rồi, chứ không phải là lấy 500.000 đặt cọc để mà làm gì các bác nhé. Các bác lưu ý là như vậy. Xin chào các bác.